Hello mọi người, chào mọi người đến kênh YouTube của mình chuyên về review, unboxing, giới thiệu những phụ kiện dành cho máy ảnh. Ok, ngày hôm nay thì trên tay mình là cái khung Urus cho Sony A72, A73. Và đây là cái sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người. Đó chính là cái giá đỡ gắn sạc dự phòng. Đó, thì cái này dùng để kẹp những cái pin sạc dự phòng á. Mình có thể dùng để sạc cho máy ảnh để cho mình cái thời gian nó sẽ quay lâu hơn. Ok, mình sẽ khui hộp luôn để giới thiệu mọi người vào ngày hôm nay. Ok, và trên tay mình đây chính là cái sản phẩm Urus kẹp sạc dự phòng dành cho những cái khung Smart Urus và Urus luôn. Đó thì bạn có thể thấy thiết kế là bằng kim loại hết nha. Đó, mặt dưới này nó sẽ có một ốc 1/4 để dùng để gắn cái chân cao su như vậy. Đó, mình sẽ vặn lên đây. Đó, sau đó mình kẹp lên phía chân plat trên máy ảnh đó. Đó là một cái kiểu để. Đó, mình tí mình sẽ quay cái clip đó cho mọi người hình dung nó dễ hơn. Ok, thì quay lại đây, nó sẽ gồm thiết kế bằng kim loại, gồm những ốc 1/4 phía bên dưới này đó và phần bên này. Đây bạn có thể đặt đứng như vậy hoặc là đặt ngang như vậy, nó sẽ rất là tiện. Đó, cái phần này nó sẽ có phần lò xo cho bạn một kéo một khoảng cách nhất định. Đối với những cái sạc pin dự phòng cỡ như vậy đó, mình đang xài cái hàng Energizer nè, nó cỡ như vậy thì nó sẽ bỏ vô là vừa luôn. Đó, bạn chỉ cần để vào đây cầm kéo lên đó luôn, rất là vừa vừa vặn luôn nha, rất là chắc nha. Còn những sạc phòng to hơn thì mình nghĩ là nó vẫn có thể để được vì nó vẫn dư được một khúc đến đây, tuy nhiên là đừng nên to quá. Ok, kèm đó thì nó sẽ cho anh một cái chân cao su như vậy để gắn vô chân plat bạn như đây mọi người nói đó. Rồi tiếp đến là hai ốc này đó để bạn gắn vào những cái khung nha, và kèm một thanh vặn luôn. Nói chung là nó sẽ có đầy đủ phụ kiện hết luôn, nó không thiếu gì hết. Ok, rồi mình sẽ demo cho mọi người về cái cách gắn. Ok, cách gắn đầu tiên là mình sẽ dùng cái chân cao su này gắn lên cái chân cao su máy ảnh. Đây mình sẽ minh họa luôn. Đây, ok thì bạn hình dung không? Đó mình sẽ để như vậy luôn. Đó, sau từ đây bạn kẹp cái sạc pin dự phòng ở phía trên này, xong mình sẽ nối dây, mình sẽ đưa xuống vào phần bên hông này để mình sạc. Đó chỉ là một cách. Đó, còn nếu bạn muốn gắn bên hông vẫn được luôn, mình sẽ demo tiếp cách gắn bên hông cho mọi người. Đó, cách đầu tiên nha. Rồi, ok, và đây là cách gắn thứ nhì nha. Mình sẽ gắn vào bên hông phía bên này. Đó, từ đây là bạn có thể kẹp bên dự phòng, bạn nối thẳng qua đây luôn. Đó là hai cách. Ngoài ra thì bạn có thể di chuyển cái này lên gắn phía trên này, rồi phía bên này luôn vẫn được, tại vì nó dùng hai ốc 1/4 cái này. Đó rất là tiện luôn. Bạn có thể tháo này ra, bạn có thể di chuyển mọi cái vị trí trên khung luôn, cho bạn khả năng tùy biến rất là cao. Ok, thì ở cái video này để mình đã giới thiệu mọi người về cái sản phẩm này rồi. Đó, nó sẽ giúp mình gắn cái sạc dự phòng lên những cái khung máy ảnh. Ngoài ra thì có thể dùng những cái gimbal mỗi máy ảnh khác đều được. Ok, thì với một sản phẩm nó cũng khá là hữu ích đó, đối với những bạn chuyên quay những cái sự kiện kéo dài đến 2 đến 3 tiếng mà phải gắn sạc dự phòng để cho máy nó quay liên tiếp. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên like và subscribe nha để theo dõi cái video mới nhất mình sẽ làm thường xuyên hơn. Ok, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.